Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cái camera không dây nha mấy bạn. V380. Không có xài nữa nên là bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với mình nha. V380 là cái V380 nha. V380 cách sử dụng, cách cài thì mấy bạn lên YouTube mấy bạn coi hướng dẫn cài cái này nha. Cái này thì chỉ cần là gắn vô bóng đèn, như cái bóng đèn này các bạn. Đó, điện như đây, điện 220 các bạn, gắn như đây. Cài nó cũng đơn giản thôi. Cái này mình bán cho em nó ra đi với giá là 150.000 nha. Như mới nha các bạn. Đây là như mới luôn nha. Tin nha các bạn. Từ điện thoại qua cái camera này, từ camera này truyền qua lại với điện thoại nói chuyện được với nhau nha. Đó. Giá là 150.000 nha các bạn. Trong đó thì nó còn toàn bộ đầy đủ hết nha. Reset như này. Cái này là cái reset. Còn đầy đủ hết nha. Hướng dẫn cài đặt này. Về các bạn cài đặt vô thì các bạn xài thôi. Giá là 150.000 nha. Ai cần thì liên hệ với mình, có hai cái nha. Hai cái banner camera.
Cái này mình mua ở Phát Đạt nha các bạn. Mua giá mua mới là gần 500 ngàn đó các bạn. 500 hay hơn 500 gì đó.